Xin chào mọi người, hôm nay thì mình được nghỉ phép. Hôm nay thì mình giả được chấm muối và chấm ớt rất là tuyệt vời. Và mua một hũ bạch tuộc. Hũ bạch tuộc này là có giá là 830 yên, là tầm 200 nghìn Việt Nam. Là tầm như này. Rất to các vị, to lắm, siêu to khổng lồ nữa. Đấy, ngón tay mình bằng to hơn bằng tay mình đó mà. Này, tầm rất là tuyệt vời, đặc biệt là thơm ngon. Và một lon bia uống dài mãi, rất là tuyệt vời. Hay bây giờ xin phép mình ăn nha. Đây là túi mực. Ăn mực phải có cái này. Đây là ớt. Quá tuyệt vời. Quá ngon. Quá tuyệt vời. Thật là cay. Cay, cà rai, cay quá. Cay mà ngon. Mời nhìn cái mặt này, to hơn cái mặt luôn ấy. Rất là to. Cái này là túi mực. Quá tuyệt vời. Ớt quá tuyệt vời. Ừ. Thế khui làm bi nha. Con bia là 5 độ và nửa lít. Thể tích nó là nửa lít. Bia này chỉ giá 2.000 Việt Nam. Đúng là mùa Covid này thì chẳng làm được gì ngoài ăn và nhậu. Quá tuyệt vời. Hả? Ăn đi. Quá tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Đấy. Người nhìn đây. Điều quá. Điều quá. Rắn sang lắm. Đủ mà tan trong bằng bia rồi. Quá tuyệt vời. Hiện tại bây giờ là 10 giờ bên Nhật nha, là 8 giờ Việt Nam. Đấy. Ăn không hết đấy mọi người nhỉ. Đấy. Vừa. Hôm nay ở Nhật chắc là 100 người thì 100 người ở Nhật thì dân Việt Nam 100 người ở Nhật thì chắc được 5 người được dám ăn cái này thôi. Bò tọt. Mình ăn trứng bò tọt đâu á, cho đầu. Mọi người nha. Đây là bò tọt nha, bò tọt bên Nhật nha, bò tọt Nhật Bản. Mù tọt Nhật Bản. Đấy. Đấy, rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Đấy, đây là cái ớt. Rất là tuyệt vời. Ở bên Nhật mà tìm ớt là khó lắm, người Nhật ít ăn ớt lắm mọi người à. Đấy. Ừ.